Từ 1.905 tác phẩm tham dự giải, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia năm 2023 đã quyết định trao thưởng cho 122 tác phẩm xuất sắc, gồm 10 giải A, 26 giải B, 45 giải C và 41 giải khuyến khích. Trong đó tác phẩm Công Tư Lẫn Lộn của nhóm tác giả Ngọc Khánh, Trọng Thái, Lê Vinh, Hoàng Vũ và Lam Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh đã vinh dự đạt giải C. Đây là tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, công phu, có bố cục chặt chẽ, cách thức thể hiện gần gũi, sinh động, hấp dẫn. Tác phẩm đã lật tẩy chiêu móc nối giữa một số cán bộ, bác sĩ tại nhiều trung tâm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh với các phòng khám tư nhân để làm các xét nghiệm nhằm trục lợi bất chính, khiến nhiều hóa chất, sinh phẩm y tế tại các trung tâm y tế bị thất thoát. Ngoài giải C của nhóm tác giả thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, tại Giải Báo chí Quốc gia năm 2023, Hà Tĩnh còn có hai tác phẩm khác đạt giải C là tác phẩm Gieo mầm Đảng, gặt trái ngọt trong đồng bào dân tộc thiểu số của nhóm tác giả Hoàng Long, Bùi Tiến, Báo Bảo vệ Pháp luật và tác phẩm Đã đến lúc chấm dứt dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á của nhóm tác giả Xuân Hoàng, Hạnh Nguyên, Cẩm Kỳ, Đặng Sơn, Báo Đại Đoàn Kết. Tác phẩm An sinh xã hội, câu chuyện ấm nghĩa đảng tình dân của nhóm tác giả Thu Hà, Kiều Minh, Giang Nam, Thành Nam, Mai Thủy, Báo Hà Tĩnh đạt giải khuyến khích.